chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì nếu như mọi người đang sử dụng máy in Godet G500 thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn mình cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy này. Thì bước vệ sinh đầu in này khá là cơ bản cũng như là đơn giản, nhưng nó có thể giúp cho bản in của mình ra được đều và đẹp hơn, cũng như là bảo quản được chiếc máy in này có tuổi thọ cao hơn. Thì mọi người hãy cùng em làm theo những cái bước sau đây nhé. Thì đây là các bước để mình có thể là vệ sinh đầu in đối với dòng máy Godet G500. Thì cái vật dụng để mình cần để chuẩn bị ha. Rồi thì đây là cái chai cồn 90 độ. Còn đây là bông y tế, mọi người có thể mua cái này rất dễ dàng cả. Ngoài tiệm y tế mình có thể là mua ha. Rồi để vệ sinh đầu in thì mọi người thực hiện các bước theo nha. Đầu tiên thì mình phải mở cái nắp máy lên trước ha. Để mở nắp máy thì hai bên không có hai cái nút nhấn nhẹ vào đây này. Mọi người nhấn nhẹ mà mở lên, có hai cái tay nhấn nhẹ vào đây mở lên. Tiếp theo mình phải mở cái đầu in lên và mình lấy cái giấy và mực đang có trên máy ra, thì mình phải lấy ra. Thì để mở đầu in lên ở đây nó có hai cái cần gạt màu xanh, mọi người nhấn mạnh vào thì cái đầu in nó sẽ bung lên. Sau đó thì mình cuốn giấy lại ha, cuốn giấy lại hoặc là mọi người có thể tháo hàng ra luôn cũng được ha, để cho nó qua khỏi cái vị trí mà mình vệ sinh. Tại vì khi vệ sinh nó có cồn này kia nó nhỏ xuống thì khi nó ướt làm ướt cái giấy. Rồi tiếp theo mình phải mở mực ra. Mở mực ra thì mọi người để nhẹ qua phía bên trái của em ha. Đó, thì sau đó thì mở ra, phía dưới cũng tương tự. Mình lấy cái mực này ra. Đó, mở ra khá là đơn giản và nhẹ nhàng nha. Rồi, cái vị trí quan trọng nhất của chiếc máy đó là đầu in của máy. Nếu mà nó đã bị xước hoặc là thì mình cần phải thay thế chứ không thể sửa chữa. Cái chi phí thay thế nó cũng khá cao ha mọi người. Rồi đây là vị trí đầu in này, cần vệ sinh này. Và cái vị trí thứ hai đó là trục roller. Rồi, thì mình sử dụng giúp em đó là lấy một ít cồn. Mọi người lấy một ít cồn giúp em ha. Sau đó thì mình chấm lên trên đó là một ít bông gòn. Đó, chấm lên trên cái miếng bông gòn, mình chấm một ít cồn lên trên bông gòn. Sau đó mình vệ sinh là mình kéo từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái qua một đường như thế này. Sau đó thì mọi người lấy giúp em một cái miếng khác, sau đó mà mọi người cục châm một ít cồn vào, vừa đủ thôi, không cần quá ướt nha mọi người. Đó, mọi người kéo qua. Thì khi mọi người kéo qua, mọi người đừng có đẩy quá để về. Với lại trong quá trình nhận hay là đồng hồ, mọi người hoặc những cái vật sắc nhọn mình cấn đừng cho để cho nó tiếp xúc vào cái vị trí đầu in này, làm cho nó bị trầy xước hoặc là nó bị hư hỏng. Đó, thì lúc về xin mọi người chú ý cẩn thận giúp em. Đẩy qua đẩy theo một chiều thôi. Sau đó mình sẽ lấy cái khác rồi mình đẩy qua. Từ quan chiều thôi, mọi người lấy đừng có đẩy qua để về. Tại vì vô tình trên này nó có dính bụi bẩn hay là dính một cái gì vật cứng mà mình đẩy qua để về nó cũng làm hư tới cái đầu in này nha mọi người. Ừ. Tiếp theo là cái vị trí thứ hai đó là trục roller. Mọi người cùng tầm một ít cồn lên trên bông gòn, sau đó mọi người cùng lau sạch cái vị trí trục roller này. Cái trục roller này thì mọi người có thể là lăn được này, mọi người sử dụng hai tay để lăn. Đó, lăn nhẹ nhàng, sử dụng hai tay để lăn, lau sạch cái trục này. Đó, thì đây là hai cái vị trí mà mình cần phải vệ sinh. Thì nếu như mà mọi người vệ sinh thường xuyên thì giúp cho cái đầu in này nó có thể là bảo quản và cái tuổi thọ nó được lâu hơn và cái bản in ra được đều và đẹp hơn trong quá trình sử dụng. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy in Godet G500 này. Thì như mọi người có thể thấy, cái vật dụng để vệ sinh đầu in cũng như là cách vệ sinh đầu in rất là đơn giản. Mọi người hãy thực hiện theo những cái bước trên mà em đã hướng dẫn. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là có bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn thì mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438. Thì nhân viên Thế Giới Bảo Vật sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người nhớ xin một like, một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.